Ngày hôm nay chương trình của chúng tôi cũng đã có câu trả lời khán giả Nguyễn Văn Thiện có số điện thoại là 0962, 3 số cuối là 184 ở Ba Vì, Hà Nội. Anh Thiện điện về và hỏi: cho tôi xin hỏi, tôi trồng bưởi da xanh thì tôi nên trồng cây chiết hay là cây ghép? Vâng, chúng tôi xin được mời anh Nguyễn Văn Thiện cùng với bà con cô bác quan tâm theo dõi câu trả lời của chuyên gia ngay sau đây. Khán giả ở Ba Vì mà muốn trồng bưởi da xanh ấy, thì theo tôi thì là chúng ta nên trồng cây ghép là tốt hơn là trồng cây chiết. Bởi vì thế này, chúng ta biết tức là đối với cây ghép ấy, thì thường tức là cái cây giống vừa thứ nhất tức là nó đảm bảo hơn, vừa sạch mạnh hơn và nó đảm bảo hơn. Bởi vì đối với cây chiết thì chúng ta biết là cái hệ sống số nhân giống là nó thấp, số nhân giống thấp. Vì thế cho nên là không ai, rất ít người người ta có chọn ở trên cái cây bưởi mà đang xanh tốt, đang cho quả nhiều, đang cho năng suất cao của người ta chiết ra người ta bán cho chúng ta cả. Bởi vì chiết mà nhiều, gạch ở trên cây dứt khoát là sẽ ảnh hưởng đến cái sinh trưởng của cây và là cái năng suất của người ta, cho nên là người ta sẽ không chiết. Mà thường người ta khi chiết thì người ta cứ hay chọn trên những cái cây nào mà kém nhất, hoặc là cây thậm chí có những cây đã bị nhiễm sâu bệnh rồi. Nhiễm sâu bệnh rồi thì người ta tranh thủ chiết để thấy cảnh để bán đi, để mà thu tiền, xong đó là người ta mới phá bỏ cây đó. Vì thế cho nên thường cái cây chiết là những cây mà dễ dàng, là thường là những cây giống là dễ đã thường bị nhiễm sâu bệnh rồi. Vì thế cho nên là những cây này là trồng nói chung là không tốt. Còn chỉ trừ những cái vùng nó thấp độ ẩm đất là tốt và ít bị gió bão thì người ta có thể trồng cây chiết. Nhưng mà với cái cây chiết đấy là người ta phải mua của hoặc người bạn nào đó người ta tặng, của gia đình nhà người bạn nào đó người ta có cái cây mà có năng suất rất cao, chất lượng tốt, đang sinh trưởng khỏe. Thế cho mình đến thì bạn bè là người ta chiết một vài ba cành thôi ở trên cái cây đó là người ta tặng người ta hoặc là người ta giúp cho mình thì cái cây đó mới có thể đảm bảo được. Chứ còn cái cây mà đã mua với số lượng lớn nhiều mà chúng ta trồng thì không, nói chung là cây chiết nó không tốt. Vì thế cho nên tốt nhất là chúng ta nên trồng cây ghép vì cái cây gốc ghép ấy nó có cả bộ rễ cọc nữa. Vì thế cho nên là cái cây đó nó khả vừa thứ nhất là chống đổ tốt hơn, chống hạn tốt hơn và cây đó bền hơn. Rồi còn thì đối với điều kiện của Ba Vì thì hiện nay để mua giống thì tốt nhất là chúng ta có thể có hai địa điểm chúng ta có thể mua được. Thứ nhất là ở Viện Nghiên cứu Rau quả ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, hoặc là ở Trung tâm Công nghệ cao của Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Đây là hai cái cơ sở này ở gần nhau thì chúng ta có thể đến đó để chúng ta tìm, để chúng ta mua, để chọn được những cái cây giống để đạt yêu cầu cho. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy, như vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ?
Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.